Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi loại 12 game. Các bạn cùng mình phá từ cái đầu tiên nha. Traffic Reader. Let's go. Oh my god, wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game thứ hai. A Fast Edge. Thank you.
OK, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, A Fire Extreme. Let's go. OK rồi, tiếp tục là Leap for Speed.
Mỗi quan tâm. OK rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. CR Rushing 2. Yeah.
So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái đứa theo. Live for space, no limits. Mình sẽ nâng cấp cho xe phải lên. Ok. Let's go. Thank you.
So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo ở first line. Đấy không? Đấy là một thứ game khá hay và hot trong những năm vừa qua. Các bạn cùng mình khám phá tới game này nha. Red squats. Ok, tiếp tục là Rush Rally 2. Thank you.
Ok rồi, và tiếp tục đó là tựa game tiếp theo, Rush Rally 3. Tiếp tục đó là tựa game tiếp theo, Rebuild Racing. Thank you.
Ok, tiếp tục là ở Vasto. Không biết có mua được không? Mình sẽ thử xem như thế nào. Không đùa rồi, anh trả nó rất là nhanh. Có lại phải nâng cấp thì mày đào phải thắng được anh ta. Ok. Ok, tiếp tục nào. Bridge Rushing Bar. Let's go. Top 5 rồi, ok.
Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.